chẳng chấm nói thay cứ dân sắc xa bị expansion card chẳng hạn expansion card mà cái thang dễ chứ expansion card most computer have expansion slot on the motherboard that allow you to add virus type or expansion card. These are the PCI PCI bị bệnh cứ peripheral component interconnect card nè cái loại này bốn anh nói cái loại những đoạn RAM đoạn này bốn nè cái loại đoạn RAM nó cái hậu thay expansion slot và expansion slot bạn đây thay cái loại những đoạn RAM đoạn device xem xe nhé nè bốn nè nó nghe bọn đông bộ so nó nghe cái loại cái lẽ nó nghe nè ngay anh nói cứ hậu thay expansion slot bạn đây thay cái chip một hết slot muốn để dùng brown là lâu mà được bọn nó nghe và dùng expansion expansion slot thế dùng mình ảnh đoạn RAM rồi còn mình ảnh đoạn ROM ba nè nó lâu nó nghe bốn á và coi nhé nè ngay anh nói cái chip video card thì mời hỏi này video card nhé chắc cái gì thay video card này is responsible for what you see on the monitor. Most computers have PUI, GPU graphic processing unit built in the motherboard instead having separate video card. Chẳng cái trong vậy tha roll video rụp hiệp chẳng có con roll rụp hiệp để ôn khơi nó lơ monitor dân đánh cứ đời sao video card đánh hấp ổn á và chẳng bờ sân chỉ video card bằng dương đi ọt sơ lỗ rồi có bị chọn khói về đại dân mơ từ lơ screen lơ công tơ những ai thằng mà đón khơi mà đón ổn rụp hiệp á nên bị ai mà đón khơi rụp hiệp chân từ mà đón lột lập chân từ và bị ai bàn hà nâng á và chân gì lấy tốt nhưng mà chạy thật bờ sân dương khơi đôi thang dương khơi nhẹ dương khơi nhờ rụp hiệp để nhóm xuyên lơ screen bằng nhóm nó đôi xa nhóm bên video khá nâng anh vì đồng nào cá và đây thằng video khá nâng vì bởi chung tình này bởi chung rụp hiệp bởi chung dùm lên nhớ cứ chung tật nóng monitor nâng và bởi tất bờ tiệm tôn dùm lên cái bra son khan này này son khan bây giờ hết này son khan một chút nữa à son khan với tôi tìm mạch vinh và đây thao với ai vậy ra tôi tìm với cứ nông tìm mùi đập bấy ao dân ai nông xùm lên từ bàn chẳng hết vốn ông mà thật ôn sắp xùm lên nhóm bán háo dân ai to mà nhóm mình bàn chẳng có đi xa son khan toàn hết vốn bờ sân là dân khôi son khan dân mình ai đưa xùm lên nhóm bán này rồi còn nhóm mình ảnh đưa xem lên trên bản thì sao việc hơi xong khá thôi chắc chúng ta đô trên từ và đô chính đô chỉ ọc rằm đọc một phê bên năng vậy khác đối số để sao chứ khôi xong khá thì sao chứ còn ở gì để sao bảo bị sao nhóm tỏa lắm nè đối sao phê khác của anh bảo được bảo xem lên nhưng mà bảo xem lên với thông nè cái bảo ở hành chấn á chắc cả này bảo ở hành chấn ở phê đại dịch bảo từ lời video YouTube rồi còn play music chứ bị ai thằng lưu dùm lấy khăn vì lõn vì ốc khăn á chẳng cần nào vì ốc khăn vì ai bắt bó cho bùi xong khăn năng vì ai chạp ở khôi đi con chạp ở dùm lấy bài chân từ nế chẳng vì thi sang để dân ca bia xong khăn cầm mây ở vì chạp khốt dân cầm mây bà con nè à speaker bà cầm mây khăn bê bà trên bản năng ấy bà này chẳng các bà sẽ dịch bà có hành chất vì ai bê là muối ở miền chia dùm lên nhảy máu vì khăn á chẳng cần nào vì khăn vì ai bắt bó cho bùi xong khăn ai bị chạp ở khôi chân từ hay thì bây giờ người sát lệ bà dây người sát lệ ấy có vi phạm bao nhiêu mùi son khá đã lắm vì ai thôi ở sầm lên với vì ai bạn sầm lên tao bây giờ dân vậy tao bây giờ lứ kê và lứ khỏi mấy nhá thì sao khỏi mấy khỏi mấy được sang son khá được ngay chẳng á và chẳng vì chỉ bàn nhà hà nè bàn tay ở anh ấy cứ sử dụng đồ bàn được ngõ hề bây giờ là không những ảnh đồ bàn chẳng á nè là ngay ok ok lấy tiền tôn chấm nói tiếng bay đến miền nam miền sầm nu su tận nắng ảnh su bàn mình nếp ổn hello mình xin lỗi những ai sụp bán chị xoay chờ nhóm slow nhóm xong chấm nói video bậc thạc nó tiết chờ video kết ổn xong nhóm record á à tê video bậc thạc nó bậc thạc nó bây giờ dưỡng ra mệnh tớ ai bác bó ai khá chờ ồ video khác đó nghe ồ ok bà video khác ấy tam bất tốc vì mình nghĩ bác bó tê dưỡng rung tớ nè bạn này thằng chơi ở thằng mặt đá video khác dân bà xem chơi video khác dân lỗ bạn này thà bây giờ dân mơ chơi video dân chọn mơ chơi video mua chẳng về việt đào hay lưng sầm lên miền tròn là dân tàu tam tùm ruộng tam gì bọn này khơi bay khác chơi bay khác dân bảo chỉ YouTube chẳng nè nè ngay rồi còn biết chơi video hàng cao để dân bảo tới bay khác dân khơi rụp hiệp đắng
hơi chỉ mua nhà sạch rừng giấy bị khó khăn này ông mà tha càng giấy tao bị dựng trường rụp hiệp đại khởi nhé con đại miền chụp chừng ấy ông mà tha video đó này cái dân mơ rừng mới thì tôn rừng ti tỉnh này cho cặp ba ti tỉnh này chứ dân khởi như rụp hiệp việc đó đó nào đó này hết tâm sùng lên vậy để đại khởi nhé bởi vì dựng trường à này á dựng trường rụp hiệp bác bà anh à, đang bê khác với ai mà bị nông video nó miền bà nhà hà cái cắt tao bị khó tại bây giờ mày nên đi sao công tờ dừng lại đi sao bị khôi chạy video khác nè nên ngày đi video khôi nhá chân cả nào bị khôi video khác bây giờ ai thành chân ai ta xong lấy kia vậy đó là đấy ai tụng đào đó này thật chân á vì là symmetry khi chúng mua nhà rút hiếp á chúng mua xong lấy với anh chân nè anh nói bao nhiêu hát chúng mua giờ video khác được ngay chân bờ sân là dân chọn cái chọn đồ từ lâu video khác ban tác bộ này đồ tới ban này sai đấy anh nói chỉ video khác ta anh nói đồ tới dân ai đào anh thầm mà đài rồi có mở tức hơi rụp hiệp chụp ba chân môn này rồi ấy cả nà dân đầu thầm mây tới viên miên ở trong dân viên bà chun rụp hiệp bà chun chìa xa vi đổ nó tao chụp ba từ lâu môn đi tớ á chẳng thua ở dưới nó bàn mơ khơi chụp ba hay vì ở miên bà nhà hai rừng xùm lên mình xin mình tri viên tì chẳng á bà ok tại vì còn bà khôi nó mình nghe khôi tiền nữa á bà ok miên ở bà ô nà miên chia xùm nô vầy tiền đấy xô bán ở ta là khổ ba, cho nào là khổ cho dương tại sao em hiện ca là vợ tình chẳng là khổ ca là vợ tình hai hay nói là khổ ba nữ thấy bộ nữ dạ ông sự khổ này hay ok đấy nhé là ngày smart tâm biến sinh lưu xua ok lấy chè à lấy dân nghệ mọi chuyện nói mấy cái hào thanh network hẳn chứ như score là ổn lắm ổn á làm bây ngày cáo dựng đăng đăng thang mấy dụ mà ta tư phơ công tư chứ cái xua ta ổn công tư ổn khôi như kì đăng cái hào chúa tha mạch phó nè chẳng đoàn chẳng của bà nè chẳng dân trực đăng chúa ấy kia nè này à cái lái này à rôn này á à rôn nâng cái hào tha Ethernet port đi có Ethernet cable của bà này à rôn này à rôn lại đọt này á nâng này à nâng bà này tha mạch à nâng cứ cái lái những đạ wifi này rôn này này rôn này nè nè à nâng cái hào tha cái lái đạ Ethernet cable á ông mà tha dân trọc cả đọt xài dân bên ấy bốn dân trong cả đọc sai wifi hoặc sai cable thì đọc được lại nữa mình đấy luôn anh nói mà đây tham minh tuân đi tiếng trong cả lão vô không chịu rớt thuộc không chịu kết over network access internet chứ mà đây tham minh tuân đi tiếng trong cả cần đây trong internet là nữa nghe và nếu khác có chịu cho wifi ấy nhẹ nhảy nó đọc sai mà không đi sai sai bị lừa được lần rồi nhạc sai này sai wifi để nhóm tập ở số mà đoán ấy mình đấy nghe chưa mới cable đó nhiều vậy cable tức là nó cứ xài không cả gần đây chỉ mua internet nè chứ ngành nó kinh doanh nó nghe đau chỉ mua đôi luôn mà những này nè mày đấy vốn để khởi đây từ ngọc này xài đấy á và cái hậu thật cable là nè xài internet và chắc ngành nó dân vô mà đau không luôn đi mất nè mình tại cái này dân đau khó về ảnh vì ở trâu á vì ảnh đá này chắc dân đau đi mơ tiếp bà sinh ở bên trên lớn mà đây thằng bị cục buồn bên tròn nào bị cục process internet đây bà cần đấy bọn này đặt sai mấy tới rất nông luôn nè việc miền phơi tranh xóa bọn này thay việc đặt đi tới internet việc đặt đài này bà cần đấy việc đặt phải tới miền miền phơi bọn này thay internet gặp buồn access access chỉ mua giờ cộng từ bao nhiêu đó ngày ok đăng ký sai đặt internet mua thiết bị hào thao bluetooth mấy đấy vốn nè bluetooth nè chắc là bluetooth đấy vì miền đi prau màu chúng ta bọn này prau màu keyboard còn mic rồi có printer chẳng hạn nó có cái line bluetooth miền á nè bluetooth này thì tao cần định và cần định đưa ra ấy được nó không được nhầm brown màu chứ nhầm brown màu màu brown bluetooth ta chẳng cứ dựng đáp cho mỗi pc dựng tới cứ dựng ai brown màu scroll cho scroll lại bạn này mình chẳng ấy và thì học bluetooth khác bạn thấy cái edge technology for wireless communication over short distance in overuse in computer tool communicate with wireless keyboard máy printer chẳng hạn chẳng sọc ngay đội nhóm bật chữ tha printer chẳng kê tơ ca print kỳ lệnh đọc xài nhẹ nháy ai được sợ ai dạy để sao phải khác vì mua thuốc xài vì rất là rẻ nhá chẳng kỳ chơi là nhẹ nháy cái kỳ prao bluetooth tôi còn miền đà chẳng được nhóm prao chẳng mà thay nhóm print đơn giả là dân chẳng mà thay nhóm print đơn cho anh thì prao mày bạn ta nhóm ai ao print nè
căn ai cả sao print print nơi khăn ông đi các bạn đã print được chọn tìm mũi các bạn đã chẳng á chẳng vì nghe xuôi hát đây bạn nhầm thôi bán đi sao nhầm bảo bluetooth này các bạn đã rất là bạn đặt work hard và vay IP address nhầm anh print bà này vì biết phí bây đọc biếm hôn đi ca print ai cả sao nó còn dân mà 300 print tỏa đọt đôi chụp mũi mà xin print tới nhầm chọn dây chẳng á dân ai print tam vì thi dân tìm mũi cứ bảo bluetooth các bạn rất là dân bảo tam vì hào thà IP address đặt work hard các bạn đã còn là vay IP bằng mà xin print tới vì print auto mòn dân chào mình tự dụ ấy chẳng á ông bà thầm mà xin print nó cho anh tìm mùi cho anh tổ đây nó sẽ là dân chẳng nhóm print cho anh tìm pram chứ nhóm print nào bị cho vay cho anh tìm mùi giờ mà xin print nhóm ai print bàn mòn ok vô mà ở các bạn nè nhóm bánh tập tỏ này ông bà chỉ trao ca print màn chụp bạp mà phê chụp bạp rồi phê chụp bạp tới đã mắn bàn tam chết dù rung tới à cả này dân print nâng á chẳng bia ghi xù dân mình sẽ bạch đọt đôi dù mùi xài vậy nghe ok và chẳng trông chúng nói bluetooth khác đi hay là keyboard network khác đi biết bộ nào biết chi xung lưu ở vậy ai xù bàn miễn hết bốn ok và đẹp xây thiết còn đấy nè và ok và chẳng là lâu dân mơ chúng nói nguyên tiết chúng nói mấy cái sắc xa từ lời cái hạt laptop computer anh đặt vụ đặt books và bốn sọt kia thành đặt bốn cái đặt bốn nữa bốn đại lực viện đang ở bốn đặt bốn những price thằng mạch đá này là đang bán hello ok chẳng bờ đang dùng pram nè đặt bốn những anh vậy tha chi một hai bản đan computer và laptop computer cứ dùng đâu từ laptop những pram này nhé bốn và chắc cái thang chứ laptop is the battery or AC power personal computer that can be easily carried or used in variety of location. Nếu mà lấy bộ laptop bạn lấy thang với chỉ một hết battery mũi và rất là hào AC power toàn luôn mũi AC power sầm đau lừa thầm mồ AC power sầm đau lừa thầm mồ nó đại diện mình chạm bạch xa trong bay về lý rồi lấy bốn và đối desktop dân mình hào thật AC power thế thì sao ý là nó cần là dân trâu ca xa trúc bê bởi lên đi cả bà tại xung rạp laptop ở tế laptop dân trâu ca xa với nó bê ná nó bê đầy dân ở thơm mô ta của nó bởi ta dân ai bà muốn nâng đối sao vì mình thơm mô phình chẳng á dân ai bà bàn chẳng nhưng mà chị sao thơm mây bê thật AC power xung đau từ lưu ở bộ phết computer rồi bộ phết thơm mô ná đại ai thật việc căn thơm mô đại dân mình chẳng bánh xa trong bây và lên đối tuổi sắp đại smartphone cao của phần AC power này chẳng hạn dân mình xa trong bây và lên thì chẳng hạn là ngày hơi mùi tiết à laptop nếu nghe xuống thông cái dân vô tam luôn hơi dân ai pra nó đồng bóng xem xanh bàn chẳng hạn bà nè anh ấy cái hào thai kếp ổn nè cái hào thai kếp ổn nên là chạm bán nè anh ấy cứ rút hiệp computer của phần Mac á MacBook á anh đi cái hào thả touchpad nó còn chạm vào này nè touchpad những anh gì thả chỉ một phần đi vài mũi để những pro chụp nút màu bàn mày đấy bốn những anh cho mua lắng bàn tại mày đấy bốn này lấy nè anh đứng bên trong laptop thì trao anh ta mà đòn chẳng á và mình thả một phần pro mac rồi có phần pro os windows thì bên bên chẳng á và ok hai mươi tiết anh đi ạ anh ấy cứ cần lại cái hào thang AC adapter plug into laptop và đây thà cần lại những đọt mô này cái hào thang AC adapter nắp ổn và xin là cái bà bị bà sao lấy ông bà thật của anh tập phương công tớ cái xua ổn công tớ ổn khôi cái lại ná bà thà khôi cái lại như thà công tớ khôi cái lại xa AC adapter cái đằng này đằng này rôn đằng ngọn này chẳng á rôn xa nắng á cái hào thang AC adapter thì chạm hóa nắp ổn chẳng rõ lắng với thà laptop computer cái chi một phần computer đó đại ai dùng vô tam khuôn bàn hay nghe số lượng cả tụng đạ dùng ai trai không tập bóng nào của bạn này chẳng á và chẳng một lần anh lấy cái hạt thành netbook netbook cái hạt thành một đài computer cái thành netbook ấy được thay ở laptop đã design to be even more portable netbook are often cheaper than laptop desktop cheaper sorry nè ổn đại khơi nó không tam cái lại làn đấy làn tổng nợ bây giờ ổn làn tổng nợ rồi còn cái lại xem chẳng kỳ tình netbook nè khác còn cơ thể nó chỉ computer ta bất mến computer tệ ổn
Vì sở riêng computer, bạn ấy thành netbook khi chỉ một hết bọn laptop đã bắn tá vì bà không cài cái không cài chẳng lập được cái này. Chẳng bắn tá netbook nó vì chọn gì thao vì chip hơn đàn desktop laptop hết ấy. Để xa không netbook nó vì ở sau biên phòng sân trả này cả bà á. Bộ đấy chọn cầm lãng cầm ưu thi được chi Photoshop ở bà này nhé. Phía trả netbook cái bà xâm ra thuê kì. Xâm rắp chạy đôi chi video bọn chùm riêng. Rồi có video xem bọn anh đã khơi nhờ vì giờ mày muốn kia bị chăng con nếp ổn. Hello, tôi ngọc này đã khơi nhờ giờ mày bị đau nó tam sọc phúng á nè. Kê bị chăng con được khơi nhé. Bà là cái tên mơ con chờ. Nâng ngày kì bà mơ con là ngày bổn. Nâng ngày kê bị chăng slide đã projector tóc đó trên bây giờ nâng tờ. Nâng bụng tờ tam bếch con mình chơi công tơ ấy tí tờ là con biên là nâng ngày. Biên nâng bụng tóc còn ai bị chăng ở dân bà nè. Bọn anh biên cả lãnh chạy đi đi nè. Cả lãnh chạy đi đi nè nè. Miên á. Bà thì cái browser sản phẩm chạm vào trang con này như này netbook này riêng mình chỉ laptop tệ và này thao viết chip này thì laptop tệ mình laptop tệ bởi vì mình function browser đâu mà thằng phone ai tạo cái browser tôi sẽ Microsoft Word ở bàn này anh ấy bàn tệ riêng phone ai tôi sẽ browser Photoshop của bàn đại diện mà ai tìm lang cảm thì bàn này chẳng á và bị copy laptop với sự điện laptop này nó đẹp lắm sự điện laptop thì mới khởi như này như này và ok chờ, muốn nước miên wireless wifi ở chợ anh nước miên được này anh chọn bàn được này lâu á tại à netbook số máy bị đá bàn miên chọn wifi bàn thì tại lâu bị anh chọn bàn là lâu nhé thì ai cái đi sáng chọn bàn và ok chắc là lâu dân ở hai dân biên sầm nồi số số bán tổn nấu ok chắc phải chỉ dân đằng hả bà lấy chạy lấy dân châu tư chậm nói buổi tiết cái how to getting to know mobile device bà chẳng cái số what is mobile device bà mobile device is basically in handheld computer it is designed to be extremely bà portable often fitting in the palm bà of your hand or your pocket ổn vô tiện là ngách ổn mình dùng này được bao giờ ok cái trong dây tha mobile device này chỉ thoa mặt đá rồi chỉ tụt tơ nó với chỉ một hết computer để dơ chùm nuôi đầy để dân cắn đấy nhá nên ngày để dân cắn hai vì thằng nó design lắm trong cả để dân ai vô tam khuôn ban dân đặt trong cặp bộ bây chúng tôi dân ai đặt trong cặp bao bây giờ ban nó mobile device nè vì copy laptop và laptop dân ai vô tam khuôn ban mấy tay mình bỏ qua là dân đã có báo với bán đi chẳng á tay bảo cảnh này mua bán đi và đi con ai đã không tam khuôn hết rồi dân ai đang có báo bán đi sau khi tôi đại chẳng á nè bà nâng này tay iPad đã bán đi tại dân bên cầm bộ với trăm trâu iPad nhé bà nè bọn này đã khơi nhà cái hào tha y bụng đi đời ấy bọn có lấy bọn này kia nâng bên bọn này đứng ấy e-book reader tam bất tư vị trí của phép iPad đã phần tác viên trong dễ thả nâng viên bảo xâm rộng tại an sập hầu với bồn miễn á cứ xâm rộng an sập hầu chẳng cần ai dân trâu ca an sập hầu ý nâng cứ tại an sập hầu sót á chẳng dân cùa tình e-book reader tàu nếu khác đâu mà thật quật cho chất an sập hầu chẳng quật sau vô sập hầu chỉ hạt tam khu này quật mới chỉ sọc nó không à thì đời nâng chẳng còn ai cho chó tức là anh ăn bàn ta ông mà thằng nào lơ làn có dân ăn tới nó rừng ấy chân tàu rồi cô mày đi đây nào nó dân ai ăn bàn ta mình chẳng ai bốn thì sao vì mình được không à ý bộ đi đỡ thông mặt đá nhóm khơi phía chó nè đôi chi chôn chết bò tê cực mẹ nâng mong nè ý bộ đi đỡ nâng nè khác cơ thật tùa sạp tạp bất mê này bốn anh ấy cứ chia cái hào thảo có không cái gì ăn sắp hấu anh ấy phía chó thì bảo sắp ăn sắp hấu ăn mê đi đi chân tàu chẳng ai bốn hai anh ấy có mình tùy tí thông cả print bàn đà bởi dân pra e-book đi đỡ dân ai print này cái xa trên bình đăng bà ná ông mà thay dân ăn trong tùm bồ nào mua chân dân chào bà rõm dân ai print tùm bồ nó trên bà ôi tùm em xin print chẳng á nè ngày chút bị lôi chẳng á bà anh ấy cứ smartphone của ná chẳng là nhóm số thằng smartphone để khác gọt bình dung từ lớn một phần nè pra Android ôi Android chẳng á ná để khác gọt cho chân từ lớn iOS rồi bỏ iPhone chân từ nét bốn bà chứng viên mình giang mà nợ tìm cả bà đó bà ok anh ấy tiện tông vị thi sao cái hào thà setting up ở computer
chẳng hạn ok chẳng mình biến cả setting up tìm mỗi tuần lơ laptop xanh tuần lơ desktop xanh chẳng hạn bốn chẳng hạn là vị thi sát tìm mùi bảo step up nó cứ thi sát tìm mùi cứ bằng đây tham của đây trở cả mở tuần lơ bao giờ đi mình biến là dân trâu của chun ông bố cố đã nâng lên nâng hai bên chia kế anh ấy kêu thay USB tower anh ấy kêu thay speaker ở bên này chẳng biến màu biến là keyboard biến monitor chẳng là biến chẳng tầng chẳng thì step tiếp bên này đặt đôi chúng mới sai chúng mới pre-plug nè pre-plug đặt chúng mới ghế chúng mới ở luôn cái này cái lại nhờ bị chốt plug có điện thế tam nữa và step tiếp bên này đặt đôi màu đôi keyboard này kêu anh tập sự tiếp bốn chúng tôi và chẳng phải tập bọn anh đào này hay bọn anh đào cần đây cho môi thợ mò cho môi monitor hay bọn anh pro anh chạy đối miền quý với miền song kháng cho gì chẳng các bạn về miền cần đây cho môi monitor mỗi cần đây cho môi thông USB mùi chẳng bọn anh đào cho môi monitor hay nè bọn anh tham bọn anh cho đôi này tập bốn á đào cho môi anh nè đào hàng cào nhà luôn tụt nữa nhé đào bật pin nâng hái dân vô mặt hàng tiếp đào cho mùi thông nè khởi nhận nâng ngày và tao mà tiếp bọn anh trâu cả đào đôi khi bọt nè cô số cái đôi khi bọt đó bọn á rồi còn đôi màu nâng ngày đào tới nâng ngày tập tiếp ráng bọn anh đào tạm nâng được chiếc đôi khi bọt đôi màu đôi pin thời chân tờ anh ấy cứ cả lại những đào tiệt tông nâng speaker đi ở tiệt tông nâng headphone á ông mà bọn anh trâu cả đáp sầm lên vậy chứ bọn anh đáp run đường ban run bùn bùn này kìa để nhóm prapi lượng môn nó và hai và tao một tiết đáp pre plug mong từ chẳng anh này đáp cho mua già pre plug này hai và tao một tiết chân chuột đối đáp cho mua già này pre plug thông mong kìa chứ làm nào cả bà này nè mình vẫn toàn đấy bọn người thi sát ca tầm lãng nắng chạy bọn từ bông lái là dân dễ từ lớp desktop nhưng mà dùng ra thứ mấy là toàn nè đôi nếu mình miên song kháng rụng nó thì miên song kháng á còn anh dùng đôi nâng đau bị kháng cõi tiền cái chọn nè pro miên đau run đau chẳng á nếu mà cả này thì ngày tới còn anh tập lại còn anh chẳng á nè đau bị cõi là nâng hai step tiếp còn anh vô nè step tiếp thì bấy còn anh tới vô à run nâng từ đáy đau bị mặt kháng tiếp á đọc cho mùi thông USB nè ngày và tao bị đọc cho mùi thông USB hai dân tao đọc xài màu nít chiếc xài màu nè xài màu xài khi bỏ cái đảo đấy nè nè ngày và tao bị dân đọc xài màu xài khi bỏ hai của anh bỏ xe nào của anh tao cả đọc headphone đập đã cả tại như chẳng hạn chắc bọn anh vô à run vô à đôi ca chứ mất đau tao để khởi như run mùi lẹ khởi nhận đau tạm lần từ và tao đọc cả hai ok chẳng còn anh vô đôi công tơ đôi cái lại power nó đau cái lại pre nè pre to cho biết rằng 200 dân vô đôi thầm là ngày đôi thầm đấy cái đôi pre mà nhá đau cho mùi pre thầm tới bây giờ bị đau à dân cho pre là dân đau thấy vừa một toàn đau tới bọn anh tao chơi một tông cái sẵn đau sẵn một tông bật bạc á chắc bao nhiêu ai bảo công tơ bàn toàn hết vốn là ngày ok là lâu chưa lâu đôi sang dương nhom về tới ai thắc thì khá còn ọt toàn chẳng á chân háo là lớn chơi vinh nhom đi với nhom mà ai mơ bị đổ mùi ok cho bơi dương sản mở set ok setting up desktop computer chân dương mơ bị thi sạc ca kia tầm lang nè nè chân dương mơ từ ngọc nè nè bổ nè bà chân mở ra bốn á và này thế chân chân mình chân này này để nhom gì mình chân nghiệp làm thay dương trong cái đào quân đi mấy nhà quân nâng quân kề thế cho cái monitor màu cái lại thông USB nữa nghe mấy nhá và display cable. This particular one is a VGA. Yours may look a little different, but we'll go over types of cables later.
I like to use when I'm moving stuff around is to keep the wires attached to the monitor. That way you don't have to kind of worry about where it's going once you get it to where it's going to be. You just keep it wrapped around there, wrap it around a few times, loop it around itself, and then transport the monitors as is. That way there's less setup to do when you get it home or wherever it is you'll be working from. That monitor away, and then if you have two monitors or three, repeat the process with the other one. Power cable and whatever display cable it is. Just wrap it around a few times. This cable happens to be a little longer than the other one, so just wherever it ends, that's just where I'm looping it around itself. Just keep it nice and tidy for wherever it's got to be in a car. Coat it away. Keyboard and mouse, you may have wireless ones, but if they're wired, same thing, just unplug the USB from the... Okay, bọn khởi nhanh nè, cái này, cái đọc keyboard lại máu nè. Bà. Back of your tower, or dock, or laptop, whatever you have to be. Anh ấy cái này nhanh đọc, bà thà dừng lại bởi dừng desktop. Anh ấy cứ luôn lại đọc xài keyboard lắm á. Similar trick can apply here, just wrap the cable around so that it's out of the way and not getting tangled around anything when you're traveling. Same thing with the mouse. You can skip these steps if you like, but they just tend to make things easier in my experience. And once you've got everything else disconnected from the computer, you'll need to get your Ethernet cable. Have one if you're not working fully wirelessly. So there's that. Disconnect from the wall and from the back of the computer. Cables just for quick transport. I like just fold them on each other, end over end, in halves. Once the Ethernet cable's out of the way, power cable should be one of the only things left. So again, disconnect that from power strip or wall. Wherever it's plugged into, and the back of the computer as well. You could, if you wanted to, wrap the power cable around the computer like you did with the monitors, but either way works. Card it away. Also, dude. Chắc như mà mơ cả lại chúng ta bị tiện á. Bà này xài cái á. Mơ kê tầm lang mạnh mạnh á. Và and then we're going to go over the setup. So the first step would be plug in the power strip that you took down earlier. Và trong này kê đọt đôi cái lại pre plug mụn á. Và đọt mụn sẵn á. Nâng ngày. Again, working from home. Đó tiếp. You don't always think about these things. Mơ kê tầm lang mơ hỏi á nè. If you got the power strip from the office, then you should have enough plugs. Chẳng lý cái thiết thông USB và power cable to the back. Of the PC. Power cable. Those power cables are pretty universal on desktop computers. So yours should look pretty similar. Tạm bất dưng tạm đọt này có cái đọt hai các bạn đã. Tại bảo thằng khai chót với cùng tạm đọt chúng mui pre plug á, với cùng lắng chúng mui monitor sân và Ethernet cable. Và này cái sợi internet nè. Bà cần là dân trọng cấp cho Internet, dân trọng cấp đọc sai nâng bà. So, make sure it fits snugly in there. You should hear a little click. And then into the wall. You may not be going directly into the wall at home. You may have like a home router you're connecting it to, but wherever it needs to connect to, just make sure it's from the PC to that device or the wall plate. And we'll get the keyboard and mouse. So if the wires were looped around, step one, just untangle them. Bà nó cứ chuyện đây bọc keyboard á, chẳng như cái này thằng cày này cái con cày này này này, thằng cày rồi này. USB ports, you may have some in front of the tower, you may have some in back. If you're using a laptop and a dock, they could be on the dock, they could be on the computer itself, wherever it makes sense for you. Cái chữ màu mà đo nhá, màu sáng, chẳng như đặt thằng cày đây. Cày thông USB này cái nè, bà.
monitors hooked up. So if you had the wires wrapped around, like we showed at the beginning of the video, you just unravel them and then hook them back up. If you do not, if they're detached and separate, then you just need to hook them back up. So this is the power cable for the monitor. Looks exactly the same, typically, as the one that the computer uses. Again, they're pretty universal cables. So that power cable goes into the monitor. Again, depending on what types you have, that location will be a little different, but it should be somewhere in that area. And the plug, wherever it's gonna go, likely a power strip or a wall plate. And then the display cables. Và this is a VGA. Tới connect chân chùm quay cable monitor nè, VGA nè. In particular, và you can see that monitor has multiple connections. It's got a VGA there on the right, not, and a DVI on the left. Just different types of display cables. They all work. Nó chạy đôi connect. Ở mà thằng bác sĩ này dương mình đọt ở nâng tế dương mình ai sô chữ phía ba này bà đôi nhé cứ tự nhiên tí biết nóng can nóng rút phép mà monitor nâng bà pretty much the same but whatever types your monitor has you should have a cable for it if you were taking apart the setup at work and then a VGA cable go into the back of the computer that is, you can see again, there's multiple hookups for different types back there. Your PC may look a little bit different than the one we're modeling on. And then chẳng hay á, chẳng bị thi sai những bài dịch ảnh chân, nâng móc ba này. This may be where you stop, but if you have I start by repeat the same process we just did for the second one. But here we're just squaring everything away in our quick little setup, making sure it looks as okay. Ba. Chẳng tam được dạ cam mưa video này ta ta ở ổn ổn bên sân đồ cái lại nãy. Hello. Mình đấy ổn. Rồi có vô bán tràn hai trong chuyện này. Ở đấy nè, và nó cứ bị thi xa. Trong ca dân tầm lang set up desktop computer ណា បងអូន គេ តម្លើង បែប ហ្នឹង ណា បងអូន យើង set up តាម ហ្នឹង ក៏ បាន ឬ ក៏ យើង មើល តាម slide នេះ ក៏ បាន ហើយ វា មិន ខុស គ្នា ប៉ុន្មាន ទេ អញ្ចឹង ណា បាទ ក្នុង desktop computer មិន មាន ដូច 2 connect មក monitor មាន ដូច 2 អញ្ចឹង ណា តែ ធម្មតា ដូច តែ 1 ទេ ក្នុង desktop ណា បាទ បើសិន តែ យើង មាន សំណួរ យើង អាច សួរ បាន បើសិន ជា មាន ទេ យើង អាច move ទៅ ចំណុច ថ្មី បាទ nên chúng mình mới dừng mở thì tới tha anh ấy cứ introduction build computer hardware và tiếp tục nâng ca bậc cao từ lời hardware computer đó dùng desktop đi nhé chắc anh ấy cái hậu tha thông MTKF rồi còn dùng gì ta thông USB chứ thông từ bóng máy chân à bóng à ở mấy tỷ mía run ấy chân từ tôi bên nào anh ấy cái hậu tha filter được mà được bọt cái lại đã mà được bọt đó ôn là ngay bà nè chẳng bà này thay chân vô mà đợi bọn nó đã bị lơ nên mà lơ thông nè chẳng hạn bọn chắc gì mua cái chào từ đã hay mình dân tàu càng mua cái chào thì bọn mình chơi thì bị lập bố đó bà chắc bọn này khơi nó lơ mà đợi bọn mình chia cái mình chia RAM rồi chia CPU khơi nhé nè CPU đi đã CPU lại đã RAM ROM expansion card để chứng từ nó bị miễn tròn thế bà anh ấy cái lại đã thăm mò cái hào tha CMOS battery và nên thật mô của nó bây giờ đã nâng ạ chẳng hạn bà lâu dân mơ nè cái hào ta preparing to fit the component chẳng anh ấy cái hào thá cái lại chạy đi nè cái hào thá optical destroy nè mình đấy bốn anh ấy cái hào thá hạt đi bà anh ấy fan và fan nó không desktop không chứ nó bên pi vì bên là fan bằng từ power supply muối fan bạn trả lời CPU muốn miễn phí cái lại anh ấy fan CPU cái hào thác color file đó nè bà anh cái lại đã RAM à xong tôi là CPU trên tờ bà trong miền biên cái lại đã chán lại đã RAM này đã RAM à nâng chẳng á nè bà chắc là chưa ca để dân khơi thì tôi đang không đặt vào quê nè bà nè mơ mà được bo đạn chân mà được bo miền cái lại đã đi
nhưng mà chưa thả cái lạnh muối cái hao tha cái lạnh đã CMOS battery cứ chỉ ca cập nốt bay về đi để tôn chụp một phần sân thmo thmo mềm màn phía rồi rồi có trâu ca xa và màn màu bánh cứ việc bảo vệ xa thmo mua lưng anh ấy kết thơ với chuyện đi cho mà nhé và anh ấy cái lạnh đã CPU của bà công tơ chẳng và những đã CPU trong nâng hao dân trâu miền còn hà là miền phái nó lên nâng nguy tiết á và bọn mình chẳng tới việc đầu khu cơ bản cả nào về trâu ca rít về rít phá về cả đầu á rít phá về cả đầu chẳng dân trâu ca prà còn hà là sau bây giờ dân mưa mà được bóp cả mình còn hà prà đà là mình đã chỉ CPU á và mình chẳng tới ai thao việc kèn dân tàu kèn khu cơ bản con á mình chẳng để dân chẳng mà sao dân thua ca riêng cho nên cả lãnh cả đảo dân dân miền bằng hai chẳng á nè dân kia đảo đảo tây khu bao ở địa và như này anh ấy cái hao tha CPU đang gọi hao tha processor chẳng á bốn vì biết cho ba nè CPU miền một phần AMD nâng rồi còn một phần CPU Intel chẳng á bốn còn tất cả là một phần pin nó cứ bao dân vậy tới AMD việc lỗi chỉ Intel tích việc khăn chén việc smooth chén việc lươn chén á và trong cái rít phát bị lươn chiên Intel AMD này nhé chẳng AMD tạm bất tốc trong hôn bình miên bọc mà lấy gì bọc và tê đi chia Rossi chẳng á hay Intel Core i7 Core i5 bọc nắng nắng cứ bọc mà rịnh chẳng á bị khóc nên chẳng vì chia bọc hết khu bác công tơ tầm mối dây tầm còn tạo bọc cơ tốc AMD vì là ổ chứng đi xa nắng bị thật lại hơi còn nó phải biết lươn mà nó phải lươn chân Intel tí đó chọn gì chẳng hết vốn mà ok là ngày chẳng ở bên miền đi kia chẳng ok và to tiết nè nó cái hao thang CPU đài là bằng tác bỏ Intel năng Intel và Intel CPU này dùng tới bên miền chẳng nón về tập bộ lấy miền Intel bàn tim nè chẳng nón là chẳng nằm bị bọn chiến á vốn thì nó cái bảo của phê computer bảo desktop á nâng này chẳng desktop sau máy nâng vì là sau miền CPU là nó sau ngay tê của phê CPU của phê dân chắc bắt của đánh bảo desktop sau máy nâng viên dù với bốn chùm này phê dù chết bí nế tiên bạn bảo chành mình chẳng ấy hãy tao refresh với tiền mình ấy bạn bảo tức bảo sâu rồi xa CPU nó bị on của phê Intel nó bị on à bạn tìm phố ấy sao ta on này chạp bì khâu ai 3, khâu ai 5, khâu ai 7 thì mắc cứ em mong bởi vì những bảo công tớ cứ trên này bởi một plate cứ bảo chanh cho bảo đồng thời nhé để xảy để xa CPU với vía vì là ồ chẳng hấp ổn toàn hết tên năng và miền này nam biết chia sầm nô vậy trong sụp tháng những ai sụp bàn mình hết ổn hello no bà bà chẳng là lớp và to tiết nữa anh ấy cứ bị thi sát cả install CPU hay nó controller nó cái hao ta còn hal lắm vốn còn hal là CPU chẳng nè chẳng CPU kệ đạn không bật tia bốn trâu nó đạn bay tới mình chọc trăm đơn tê bốn trâu vô còn hal à còn hal tôi mới nhất đạn pin lơ nằng đập bay về tiểu chia về đây về rít phá về tiểu chia cái này nhưng mà đạn hal tới anh về đau chứ bị ai bạc qua cho mũi khâu CPU chẳng tiền chắc bị trâu cả ở về tiểu chia nên là dân thuê ca chứ mà xây dựng thuê ca trong office hay trong office nhất họp miền sinh tự chế tới mình tự dân miền đồng thuê ca ăn miền đồng thuê ca thì chân si bị dung chân đại bà xin là vì rít phá căn thật chán hay vì ở tự chế tới bị ai việc thôi mình ca thuê ca chẳng hết vốn bà ok anh ấy cái hao tha cái anh ấy cái hao tha si bị dung em đi đường anh chẳng á chẳng là cái tầm lạng nó đã phải tới này anh đã chân tới nè và tao bây giờ nên nhom prap thằng bớt sân là và tao bây giờ đã CPU không ngọc và aron nâng hơi ở tầm chọc tới bọn anh tao tầm lớn anh ấy vô nó đã bị lơ nâng thế đã nó bị lơ nâng đã bị lơ aron nè chẳng hết vốn và nè aron nâng nếu cái chuyện kéo tha CPU không lửa và phần CPU nó cứ và phần phái nó cứ KP CPU của mọi người đau quá là ngày tại bọn anh tre chạm tha slap còn hà ní viêm miên là bơm bơm về chẳng hết vốn vậy khác thì sao bọn ấy prà ở bản mơ thai tới bị ai à fan CPU bị ai thao bị slow không cao vi vil có thả bản này chẳng như trâu cá chút rồi còn bên ở một cọc banh cục tinh thủ liên trình chẳng á là ngày anh ấy cái hao thả rèm để nhau mà chơi thả rèm cứ chìm hết memory storage và đó xóa này vốn
nâng ngày chứ mình biết nó bọc cái rèm này nè chứ mình biết là rèm bay chì nếu mà bật tiền thì bay chì vậy nếu mà chì pi chì bay chì bốn chì từ ram bay bay chì rèm bay chì nè và anh cái hạt đi hạt trai là ngay chỗ nè và hạt trai chứ hạt trai như tôi nói tiếng không cặp tục ai cả xa tục data tục software tục off được trong hạt trai ta bật miền CPU tới việc mà anh đi hạt đi việc mà anh đi phát trên bị hạt trai ba nè nè bật chạy từ đằng đó bốn anh đi bị thi sát cả install ram chứ nè bật đây khinh run này ọt chứ dân đặt dân chập ram bật tiền nó đào chôn đường máu nè đào chôn đường máu hai bật cản này bọn này cơ tha bọn này ram miền ram bảy chi hai bọn này chọn tầm lăng ram bọn mình đọc chi tiết đó xong tôi bọn này chọn tầm lăng ram bọn bảy chi cơ bọn mình đọc chi các bạn này tính ram bọn tiết đào chôn đường máu nè bật tiền nè chứ ram bọn này mơ hai á kê đào không run nè run phục máu nè đã không slot tới vì chọn vậy vì đồng nào cài hai bậc căn đấy bọn anh chọn thời time ram chọn add ram thái một mặt thay bọn anh cất tha công tơ bọn anh chìm về chọn chọn thầm lặng ram ram một mùi đập chít tinh máu đạp pi lơ đi ngon nè các bạn đạp mà chui tới tấp ba này tầm năng ca thầm đà ok năng viên nghi sôi lên chẳng nếu cứ chìm mà được bọn nè khởi nhé mà lên chè à lên nấy nè hình đại cái đại ram nấy nấy ram nè anh ấy cứ không CPU không CPU khi mình còn hai pillar đó đồng bay bật trên giống việc khách đối CPU quá ổn thế bà này thì anh bà ấy cứ chia RAM thì anh ấy RAM bật tiền RAM chuyện đó ạ bà ấy ROM chuyện đang tàu thế anh ấy cứ phải thamo anh ấy cứ expansion card là dân vậy mà nhé là ngày lâu chưa lâu nhóm ấy bơ video buổi tiệt đồng bay dân ca là chụp ba tiệt tôn nâng ca tầm lần và mà được boss component các bạn này dựng đằng, dựng squall, tôi phải khám mở từ lúc hiệp bây giờ còn đằng này, chẳng á, và lâu dựng mở từ từ, nó bị đau mũi nè, và. Okay, guys and gals, Mr. Westfall here. Today I'm going to be talking about the different pieces and parts and components of the motherboard. So what I've done is I've removed a motherboard from the system unit. Today I'm just going to basically just point out some pieces and parts. Okay, so the first thing I want to talk about is the CPU or the central processing unit, and that resides here on the board. Okay, ba nè. Chắc khi mình vô gặp những cái thằng này, cái chiều nó lại đào CPU nè. Cái hậu sao central processing unit đó nè. Thế, là ngay. It sits in what is known as. Ba thì mình sẽ lấy cái trầm trâu thế nè. Ba. CPU socket. CPU à. CPU, CPU socket. So the socket allows the CPU to interface with the board, and it simply just snaps into the board like so. Okay. Now that's usually paired with what is known as the heatsink. And a heatsink, basically, its job is just to transfer the heat from the CPU to this thing. Okay. And you've got a fan blowing on it to keep the CPU cool because as it's doing all these things. Calculations, so on and so forth. It gets very hot. Okay, next thing I want to talk about is the north bridge, and that resides here on the board. And that also. Cái line color fan này vì miền mode bây giờ là color fan này và phần color fan kỳ lạ quá. Chắc cái đạn nó lên CPU nữa ngay. Đang bảo ở chị CPU nó cũng. Bà. The south bridge chip is here. Sometimes that has a heatsink, depending on the model of the motherboard, but. Usually it does not. And then lastly, we've got our ROM. Read only. This is ROM, but not ROM. ROM, dân dễ bị bắn cứ cái hậu tha random access. Mà này là cái hậu tha read only memory. ROM nó bị bắn cứ read only memory. Bạn nên thay chip memory storage một phần đa. Anh ấy. Bạn ta nâng về trong trang mình play tại mà đòn. Anh ấy bạn ta về trong trang bản tịch. Anh ấy. Chẳng là không mà được bót mình mình biến tới RAM rồi có CPU rồi có HDD thì mình biến tới ROM tiền ROM và tiền RAM chứ mình tới mình là một mình nằm một crop ấy nè anh nói mà đây tha read only memory vì chọn chấm tình lý ban chỉ ở trên tray là hot đôi HDD chẳng phần tá sốt tổ vì chọn chấm tình lý ban là hot bạn đặc biệt tôi tí tiếp tục phóng vì chọn chấm phóng à ROM này nhé vì không bị HDD HDD vì ở ai chọn chấm ban tới và ta bị tục bạn ta lấy được tục bản tịch gì hai trong trang ban còn tịch đà bạn ta phải chọn trang mình play tạm đòn vì không bị rém á bởi rém trong trang ban chỉ đáng ta play tập bình lượn chẳng á bà memory chip
this stores the system firmware. Okay, so we've got our CPU, Northbridge chip, Southbridge chip, ROM chip. Okay, the next thing I want to talk about is the DIMM, D-I-M-M, memory module slots, and those are here. And that's just basically a fancy word for the RAM slots, the RAM memory slots. So we are able to upgrade our computer by putting 4 sticks of RAM into our computer. Okay, the next thing I want to talk about is our expansion slots, and those reside here, 1, 2, 3, 4 on the board. And the purpose of the expansion slot is to expand the capabilities of the computer system. So if I'm taking a look at the back of my system unit here, you'll notice that it's got slots here in the back, and these are removable. I could actually take these little placeholders out, but this is going to allow me to put different types of cards into the system and expand the capabilities of the system. Now the cards plug into one of 4 of these slots here on the board. Okay, expansion slots. Next thing I want to talk about is the data cable ports, and those reside here and here on the board. So this one here is the okay, yung sample kan na ko, ma.